Cái con nhỏ đó thật sự muốn chết hay sao á? Những lời như vậy mà cũng dám nói ra, đúng là hết chịu nổi mà. Chị thật sự cũng không dám tin Kim Yến là người như vậy. Tình bạn rốt cuộc là như vậy sao? Thật khiến người ta chán nản và thất vọng quá. Chị á, đừng có nghĩ về chuyện đó nữa, không đáng đâu. Coi như bị người xấu lừa gạt một lần đi. Trong đời ai cũng có một lần bị lừa mà. Nếu như chị không đặt nhiều lòng tin vào Kim Yến thì giờ này chị cũng không thất vọng như vậy đâu. Được rồi mà. Bây giờ em với chị đi chơi cho khuây khỏa nha. Chị muốn đi đâu? Chị muốn về quê. Về quê bây giờ sao? Ừ, mà chị đang rảnh rỗi, về quê nghỉ ngơi cũng tốt. Chị định về bao lâu? Chị định về luôn. Cuộc sống thành phố và cả con người ở đây nữa, mọi thứ đều không hợp với chị. Dựa vào bản thân chị cũng chẳng có được công việc đàng hoàng. Chị quyết định rồi, chị sẽ về quê xin một công việc ổn định, rồi lấy chồng, sinh con. Không phải là một viễn cảnh êm đềm và hạnh phúc sao? Chị chỉ nghĩ được như vậy thôi sao? Chỉ vì một con Kim Yến tầm thường đó mà đã đánh gục được chị rồi hả? Em cảm thấy thất vọng về chị quá. Chị không quyết định hồ đồ đâu. Dù chị vẫn thích công việc thiết kế, nhưng chạy theo nó khiến chị quá mệt mỏi rồi. Cũng chính vì nó mà chị phải chứng kiến sự gian trá của lòng người, khiến cho chị rất thất vọng. Chị suy nghĩ kỹ rồi, chị sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà chị biết em muốn tốt cho chị, nhưng mà chị đã quyết định rồi. Em ở lại cố gắng sống vui vẻ và đối xử tốt với anh Tiến Đạt nha. Khi nào chị rảnh rỗi, biết đâu chị sẽ lên thăm em. Em sẽ nhớ chị nhiều lắm. Từ nơi đây mà mình và Kim Yến có thể trở thành vợ chồng, đúng là một mối duyên rất đặc biệt. Bác sĩ. Bác sĩ, cậu là... Dạ, cách đây 2 tháng con bị một tai nạn và chính bác sĩ đã cấp cứu cho con. Tôi nhớ rồi, cậu được một cô gái đưa tới bệnh viện. Cô ta quả là một người tốt bụng. Bác sĩ vẫn còn nhớ cổ? Nhớ chứ. Tôi rất ấn tượng vì cô ta cứ chạy theo bạn trai của cậu. Tôi tưởng cô ấy là người nhà, nhưng khi hỏi ra thì mới biết cô ấy chỉ là người đi đường tốt bụng. Dạ, bác sĩ biết không, tụi con đã đến hôn với nhau. Chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ trở thành vợ chồng. Tôi chúc mừng cậu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cậu có thể lầm khi lấy một người đẹp, một người giỏi, nhưng cậu sẽ không lầm khi lấy một người tốt bụng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Con sẽ nói những lời khen của bác sĩ tới giờ sắp cưới của con. Chắc cổ sẽ vui lắm. Con trai tôi rất thích mái tóc dài của bạn gái cậu. Hôm đó nó cũng tham gia cấp cứu cho cậu. Nó nói bạn gái của cậu tuy không quần là áo lượng, nhưng nhìn rất là xinh đẹp, rất là hiền lành. Dạ, nhưng mà bác sĩ có lầm không? Giờ sắp cưới của con có mái tóc dài. Không thể nào lầm được. Con trai của tôi rất thích mái tóc dài của cô ấy. Đến bây giờ thỉnh thoảng nó cũng nhắc với tôi. Chính tôi cũng nhớ rất rõ. Cô ấy mặc quần tây, áo sơ mi, mái tóc dài, ống mượt. Dạ, chắc có lẽ vậy. Thôi một lần nữa tôi chúc mừng cậu nha. Dạ. Thôi tôi ra ngoài nhà thuốc, có chút chuyện một chút á. Dạ. Rõ ràng là Kim Yến để tóc ngắn rồi. Hay là cổ cắt tóc rồi? Có này đi cô. Xin chào.
Sao, cháu thấy bộ này sao? Cô thấy rất là sang trọng mà cũng rất thời trang nữa. Dạ, cháu thấy ở đây á, bộ nào cũng đẹp hết. Lựa cho hai đứa thì cháu phải có chính kiến chứ. Vì ngày cưới gấp gáp quá, cô sợ không lo được chu đáo làm cho cháu bị thiệt thòi. Cô... Dạ anh Hoàng Anh gọi con. Alo. Em đang ở đâu? Ờ, dạ em với mẹ đang đi lựa ra dạ, giường nè anh. Đây là những mẫu mới nhất. Anh đang ở đâu vậy? Đó, cô. Ừ. Anh đang ở công ty thôi. Tự nhiên anh thấy nhớ em quá. Với lại anh suy nghĩ, hình như chưa bao giờ anh thấy em để tóc dài hết. Nếu mà em để tóc dài á, chắc nhìn em lúc đó rất xinh đẹp, đúng không? Dạ, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ em để tóc dài hết trơn á. Em cũng không biết là có xinh hơn hay không nữa. Em nói sao? Chưa bao giờ em để tóc dài lần nào à? Dạ. Với lại á, em cũng thích mái tóc ngắn hơn. Bởi vì tóc ngắn trẻ trung và năng động hơn mà anh ha. Em không thích tóc dài cho lắm. À vậy ha. À sếp anh vô rồi, vậy thôi nha. Em nhắc tới Hiền Mai hả? Hôm trước có cô ấy có tới đây để tạm biệt các bé để về quê rồi. Chắc có lẽ là em không có dịp để gặp cô ấy nữa đâu. Hiền Mai, chị nói Hiền Mai có phải cô gái ấy quê ở Vĩnh Long, là nhà thiết kế phải không chị? Đúng là Hiền Mai quê ở Vĩnh Long, nhưng mà cô ấy không phải là nhà thiết kế gì cả. Hiền Mai chỉ là một cô tiếp thị sữa tắm thôi. Nhưng mà đó là một cô gái rất là tốt, vô cùng thánh thiện. Hiền Mai không chỉ cười với các bé lúc vui mà còn khóc cùng tụi nhỏ lúc buồn nữa. Mọi người ở đây ai cũng đều quý mến Hiền Mai. Kim Yến không phải là ân nhân của mình, tại sao cô ta lại phải nói dối tất cả chuyện đó? Không lẽ cái chuyện bệnh ung thư? Không thể nào, đâu có ai dám đem tính mạng của mình ra đùa giỡn như vậy được. Nhưng nếu cô ta thật sự đã lừa dối mình, ủa anh sao vậy? Nghe đồn là sắp lấy vợ rồi mà sao mặt mày buồn hiu vậy? Giờ hồi nào vậy? Có mua quà cho em không? Anh đi chưa đầy nửa tháng mà đòi quà nè. Đó, phải vậy mới được. Còn cái này nữa nè, anh em mình lai rai à. Sao? Dạ. Sao tự nhiên nghĩ tới chuyện lấy vợ vậy? Chuyện đó em nói anh sao? Tạm thời đừng nhắc tới nữa. Làm gì mà bí mật vậy? Bật mí đi, vợ sắp cưới của em là ai? Ủa, mẹ em chưa nói gì với anh sao? Thì cũng có. Nhưng mà dì chỉ nói là vợ của em rất hoàn hảo, xinh đẹp, tốt bụng, giỏi giang. Nhưng mà không hiểu sao chị không nói tên. Vì chị nói là khi anh về gặp rồi sẽ biết. Chắc là anh chưa gặp cô đó nên mẹ mới nói vậy. Em cũng không hiểu tại sao mẹ lại muốn giấu anh, hay là mẹ muốn làm anh bất ngờ. Người em định cưới là Kim Yến, làm ở phòng thiết kế công ty mình, anh cũng biết mà. Kim Yến hả? Ừ. Dạ. Hai người cũng làm lễ đính hôn rồi hả? Đính hôn vậy anh ơi? Nói lễ đính hôn cho to tát, chứ thực ra chỉ là buổi gặp mặt của hai gia đình vậy thôi. Với lại Kim Yến muốn vậy em cũng chẳng hiểu. Thôi chờ em chút. Không ngờ cô lại đánh lén sau lưng tôi, trong khi tôi luôn muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.
Cô muốn bưng bít chuyện chúng ta nên cô mới chờ tôi đi khỏi mới đính hôn với Hoàng Anh. Cô giỏi lắm. Anh đã đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét xua đi mùa đông lạnh lùng. Mẹ, mẹ thấy con đeo chiếc nhẫn này đẹp hay là đeo chiếc nhẫn này đẹp? Mẹ nhìn thấy đi, những hạt kim cương này có sang trọng không mẹ? Còn hạnh phúc chứ? Con đang rất là hạnh phúc đó mẹ. Mẹ chỉ muốn hỏi con một lần cuối cùng, dù mai đây xảy ra chuyện gì con cũng không ân hận chứ? Mẹ nghĩ là con dễ dàng có được như hiện tại hả? Con đã phải dùng rất rất là nhiều cách, thậm chí không còn đếm xỉa đến liêm sỉ. Sao con phải hối hận hả mẹ? Là vì những món đồ này sao? Vì tiền bạc hay cuộc sống sung sướng sao? Tất cả những thứ đó mẹ có thể cho con được mà. Mẹ cho con được bao nhiêu? Có lợi hại được như cái tập đoàn đó không? Cái thời chỉ cần sống đủ, không túng thiếu đã qua lâu lắm rồi mẹ à. Con cần một cuộc sống giàu sang, danh vọng và địa vị. Mẹ có thể cho con được không? Cuối cùng con vẫn không chịu dừng lại. Con tự chịu trách nhiệm và đừng bao giờ rớt một giọt nước mắt trước mặt mẹ. Con hiểu chưa? Mẹ, thứ mà con đang nắm được trong tay, mẹ nghĩ là con dễ dàng buông ra được sao? Không bao giờ đâu mẹ ơi. Như vậy ý anh muốn nói là Hiền Mai đã biết là Kim Yến là người hại cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận bị đuổi việc và về quê sống. Mai cư xử như vậy vì quá lo sợ sự thâm hiểm của loài người, và cô muốn vạch mặt họ vì dù sao cũng từng là bạn. Anh thấy Hiền Mai mới là người độ lượng và vô cùng bao dung. Trước khi đi, Hiền Mai còn để lại cho anh mẫu thiết kế, biết đâu tập đoàn của chúng ta sẽ dùng tới. Đó là những mẫu thiết kế rất đẹp. Nhưng Hiền Mai lại yêu cầu anh giữ bí mật với dì, không để cho dì biết chuyện này. Tội nghiệp, chính em đã hại Hiền Mai. Mẹ em vì hiểu lầm chuyện của em và Hiền Mai cho nên đã gây khó dễ cho cô ấy. Nhưng mà em vẫn không hiểu tại sao Kim Yến vì em lại đối phó với Hiền Mai như vậy. Không lẽ những trò cô ấy đối xử với em vẫn chưa đủ hay sao? Em biết không, một con người thủ đoạn, họ khác chúng ta nhiều lắm. Họ nghĩ ra chiêu gì thì xài chiêu đó, biết bao cho đủ. Một mặt Kim Yến dùng thủ đoạn để tranh thủ tình cảm của em, còn mặt khác tìm cớ cách ly em với Hiền Mai để rộng đường chinh phục. Bây giờ em tính sao? Em cũng chẳng biết tính sao nữa. Nếu như bình thường thì chắc là em đã không tha thứ cho cổ rồi. Nhưng lần này Kim Yến lại đang mắc bệnh hiểm nghèo, cổ đâu còn sống được bao lâu nữa đâu. Cô ấy nói với em cô ấy bị bệnh hiểm nghèo sao? Ừ. Bệnh gì vậy? Dạ ung thư gan, giờ đoạn cuối rồi nên chỉ sống hơn được một tháng nữa thôi. Anh thật không ngờ cả chuyện như vậy mà Kim Yến cũng nghĩ ra được. Đúng là lòng người khó đoán. Anh nói như vậy không lẽ ý anh muốn nói là ngay cả chuyện này mà Kim Yến cũng nói dối em sao? Đúng. Anh à, có thể là cô ấy đã gây ra nhiều chuyện, nhưng mà em nghĩ chuyện này em tin hả? Em tin là Kim Yến bị bệnh thiệt sao? Và em tin trong lòng là Kim Yến không dám làm như vậy à? Anh biết là chuyện này rất khó chấp nhận đối với em. Bây giờ anh chỉ cho em một cách. Anh, mình có cần phải qua nhà hàng để xem trước không anh? Em nghĩ mình cố gắng ghé một chút, lỡ có gì không đạt yêu cầu khách khứa họ lại trách mình đó. Em biết không,
Tự nhiên anh cảm thấy buồn quá. Anh... nhiều lúc anh cảm thấy mình rất đau. Mình đang hạnh phúc, hào hứng để chuẩn bị lễ cưới. Chẳng bao lâu nữa em lại rời xa vĩnh viễn. Số phận quá khắc nghiệt với tụi mình. Em cũng đau lòng lắm khi nghĩ về điều này. Nhưng mà biết làm sao được hả anh? Trời cho hạnh phúc được bao nhiêu ngày thì mình chỉ biết được bao nhiêu ngày mà thôi. Em không oán trách gì đâu. Em à, anh đã quyết định rồi. Ngay bây giờ anh sẽ đưa em tới một bác sĩ chuyên khoa về gan rất là giỏi, là chú của bạn anh từ Mỹ mới về. Anh muốn biết tình trạng của em có thể còn cách nào cứu nữa hay không. Còn nếu còn tát, em đừng tuyệt vọng nghe. Anh, em cũng không muốn tin mình bị mắc bệnh nan y đâu. Em đã khám đi khám lại rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đối với em không còn một hy vọng nào nữa đâu. Yến à, thêm một lần nữa cũng đâu có tác hại gì đâu em. Không hiểu sao anh vẫn có cảm giác là em vẫn còn hy vọng. Bây giờ em đi với anh, anh cũng đã hẹn bác sĩ rồi ha. Nhưng mà em nói dối anh. Chuyện em bị ung thư gan giai đoạn cuối hoàn toàn là bị đặt. Ai lại đi nói dối là mình là người sắp chết hả anh? Em biết rồi, anh không muốn cưới em chứ gì, cho nên anh đang cố tìm lý do để thối thác. Anh đã quan sát em rất kỹ. Em ngoài vẻ mệt mỏi sơ sơ thì cũng chẳng có biểu hiện gì của một người bị ung thư giai đoạn cuối. Mỗi lần anh nhắc tới chữ buồn thì em mới biểu hiện là mình đang buồn. Còn bằng không á thì em tỏ ra rất vui vẻ. Anh, đó là gì? Em cố tình tỏ ra vui vẻ khi ở bên cạnh anh mà. Nếu muốn làm anh tin cũng dễ thôi mà. Bây giờ chúng ta làm xét nghiệm xem có thực sự là em bị ung thư gan hay không. Rất đơn giản, nhanh, gọn lẹ, không mất mát gì hết. Sao lại không mất mát gì hết chứ? Anh làm như vậy em lại cảm thấy tổn thương lòng tự trọng của em lắm. Sao anh làm như vậy được? Có nghĩa là em thà giữ lòng tự trọng của mình còn hơn là cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Anh nói vậy là có ý gì? Nghĩa là nếu không chứng tỏ được em bị ung thư gan giai đoạn cuối, anh sẽ không tổ chức đám cưới với em nữa. Mọi kế hoạch của chúng ta sẽ bị hủy bỏ hết. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Anh nói hủy bỏ là hủy bỏ như thế nào? Sao anh có thể vô lý với em như vậy được? Kim Biển, anh chỉ muốn thử xem em có chịu nhận lỗi hay không. Nhưng mà lập trường của em quả là vững chắc. Em vẫn kiên quyết dối trá anh hay sao? Anh nói cái gì? Anh nói cái gì? Em không hiểu gì hết á. Được rồi, nếu em cần biết thì bây giờ tôi sẽ nói cho em biết. Em không phải là người đã cứu tôi. Người cứu tôi là cô gái có mái tóc dài. Em cũng không phải là cô gái đã thường xuyên đến trại trẻ mồ côi thăm nom và vui đùa cùng bọn trẻ. Vì đó là Hiền Mai. Anh giỏi tưởng tượng thiệt. Sao anh có thể nghĩ người vô trại trẻ mồ côi là Hiền Mai chứ? Phải, tôi thừa nhận là mình giỏi tưởng tượng. Nhưng so với khả năng của em, tôi chả là gì hết. Em không hề được giao kế hoạch quảng bá sản phẩm tài trợ cho chương trình Gián Đứng 11. Vậy đó là anh Việt. Vậy thì tại sao cô phải chịu trách nhiệm tới mức bị xử phạt một cách nặng nề chứ? Còn nữa, em cố tình tìm cách để ép buộc Hiền Mai phải thôi việc, trong đó có cả việc lợi dụng anh Việt để làm hại người khác. Em, và đặc biệt hơn nữa, em là câu chuyện ung thư giả. Quá sức tưởng tượng đối với tôi. Em, anh, em xin lỗi mà em vô liêm sỉ. Em sai rồi. Nhưng mà em yêu anh lắm. Vì em quá yêu anh cho nên em mới làm như vậy. Em thấy anh chẳng đối hoài gì đến em mà chạy theo người phụ nữ khác, em đau lòng lắm. Em không bỏ anh được. Em xin anh hãy tha thứ cho em một lần thôi. Một lần thôi mà. Một lần. Em thật là đáng sợ. Em nhân danh tình yêu thiêng liêng để làm ra những chuyện chẳng ra gì. Vậy mà bây giờ còn có thể mở miệng xin tôi tha thứ sao? Em đừng nói nhiều nữa. Tôi chính thức hủy hôn với em. Không,
em yêu anh, em yêu anh. Nếu như anh bỏ em, em sẽ chết, em sẽ chết cho anh coi. Kim Yến à, sau khi biết tất cả những chuyện về em, những gì mà em đã làm với tôi và mọi người, thì em thử nghĩ coi, tôi có còn quan tâm tới chuyện em sống hay chết nữa hay không? Không. Anh. 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 Chết đi. Chị thật sự không hiểu sao đột nhiên Hoàng Anh lại hủy hôn, rồi đi đâu cũng không biết nữa. Có lẽ nó muốn đi đâu đó ít ngày cho tâm trạng thoải mái. Và quyết định hủy hôn, con nghĩ chắc là có một lý do chính đáng. Nhiều khi dì cũng không thể hiểu nổi đứa con của dì, nó muốn gì và đang làm gì nữa. Nếu con có ghé phòng thiết kế thì coi Kim Yến đã đi làm hay chưa. Dì à, Kim Yến đã xin nghỉ phép 5 ngày, hôm nay nữa là hết phép. Chắc là đầu tuần sau cô ấy sẽ đi làm lại thôi. Thiệt, dì cũng không biết nói sao với Kim Yến về cái chuyện Hoàng Anh hủy hôn. Theo lệnh của dì, con đã cho họp phòng thiết kế rồi. Trưởng phòng thì vừa được cử đi tham dự triển lãm thời trang ở Ấn Độ, nên coi bộ phòng thiết kế cũng sẽ không đưa ra được phương án nào khả thi đâu. Bao nhiêu năm nay chúng ta chiếm thế độc quyền cho cái việc tài trợ cuộc thi dáng đứng Việt, vậy mà hôm nay là thất bại như vậy, họ có đau không chứ? Gì? Con có một cách, nhưng con sợ con nói ra dì sẽ tức giận. Con học đâu ra cái kiểu rào trước đón sau vậy? Dì xem cái này trước đi. Khá lắm, phá cách nhưng vẫn giữ được vẻ kín đáo truyền thống, họa tiết lạ và màu sắc cũng rất hài hòa. Của nhà thiết kế nào vậy? Của Hiền Mai đó gì. Trước khi về quê, Hiền Mai đã gửi lại những mẫu thiết kế này cho con, với mong muốn là tập đoàn mình sẽ có ngày dùng tới nó. Con muốn xin phép gì cho con xuống nhà gặp Hiền Mai, mời về tập đoàn mình làm việc. Cái chuyện hôm trước mà Hiền Mai không đủ mẫu vẽ đạt yêu cầu, con nghĩ là có ẩn tình gì đó. Hiền Mai là một nhân tài đó gì. Con mong gì được bỏ qua nhân tài này. Ủa, sao chị có tấm hình này vậy? Đây á là chị Hiền Mai, chị gái của Hiền Minh, bạn học chung lớp với chị á. Ủa, mà em cũng biết chị Hiền Mai nữa hả? Hiền Mai á là nhân viên thiết kế trong công ty của má em. Thì ra là vậy. Ủa, mà Ni với chị Hiền Mai á quen biết làm sao vậy? Tôi á là tôi nghi lắm nha. Nhiều chuyện quá, con nít con nôi, biết gì mà nghi. Ủa, tôi lớn hơn mấy người mà. Ờ, với ai chị thôi, nhiều chuyện thấy sợ. Chẳng qua là thấy người quen, rồi ngạc nhiên vậy thôi. Thì không đó. Hay là... hay là cái gì nữa? Ê, dẫn em tới nhà Hiền Mai đi nha. Em muốn gặp Hiền Mai chút xíu. Không được, không được. Sắp tới giờ chị coi phim rồi, để chiều đi. Thôi, chuyện này gấp gáp hơn. Nói chung là gấp lắm, cần phải gặp Hiền Mai. Mình đi liền đi. Không đi, đi. Mà đi đi, xuống dưới đi, em thay đồ xong xuống không? Đi. Khen chị đẹp đi. Trời ơi chị Vân ơi, chị đẹp quá, chị đẹp quá, chị quá trời đẹp luôn.
Được chưa? Hèn không? Thiệt. Ủa nói chi vậy? Ai cũng biết hết mà. Quá. Cả thế giới cũng biết luôn mà. Xuống tờ đồ đi đây, em. Dạ đây. Nè. Nhanh lên nha. Đi. Nhẹ lên. Chiều mai đó. Đi. Chị Mai. Ủa. Vân, em mới qua chơi hả? Em đi kiếm Hiền Minh hả? Đâu có đâu. Em qua coi chị vẽ. Wow, chị vẽ đẹp quá à. Chú mượn đi. Chị giỏi quá à. Ừ. Đẹp thiệt ha. Sao anh lại ở đây? Chị Hoàng Anh đó. Là em họ của em với chị Mai. Vậy hả? Chị ơi, Hiền Minh đâu rồi chị? À, nó ra sau giường á em. Vậy em ra chơi với Hiền Minh nha. Em đẹp chứ? Được rồi, đẹp lắm. À, anh uống nước nha. Mai à, hình như em có chuyện gì phải không? Về quê gần của gia đình, đáng lý ra em phải thoải mái hơn chứ. Bây giờ tâm trạng của em rối lắm. Ba em đang bệnh, mà hoàn cảnh gia đình nhà em có khá giả gì đâu. Hiền Minh thì nó sắp thi đại học nữa. Em thì không phụ giúp gì được cho gia đình. Em thấy mình vô dụng quá. Hay là em quay trở lại công ty làm việc đi. Anh làm như là em về nghỉ phép vậy đó. Em bị đuổi mà. Đừng nói chuyện của em nữa. Nói chuyện của anh đi. Nghe nói là anh sắp kết hôn phải không? Chúc mừng anh nha. Như vậy thì em chỉ buồn với anh đi. Anh quỷ hôn rồi. Đừng hỏi anh tại sao nghe. Chuyện dài lắm, từ từ anh sẽ nói cho em nghe. Còn bây giờ anh nghĩ là em nên suy nghĩ lại. Anh tin là em vẫn còn đam mê với công việc thiết kế này mà. Đúng không? Mẹ. Để con xách cho. Dạ con chào hai bác. Chào con. Cậu đây là? Dạ đây là anh Hoàng Anh, bạn của con ở trên thành phố đó ba. Dạ. Anh cũng là cháu của cô Tâm đó ba. Chào con. Dạ. Con về nhà cô Hai chơi mấy hôm, rồi sẵn tiện qua đây thăm Hiền Mai, với lại để biết nhà luôn. Vậy bữa nay con ở đây ăn cơm với gia đình hai bác cho vui nha. Dạ chắc con xin phép hai bác để dịp khác. Với lại con còn chút việc còn phải làm nữa. Con đã từ chối, hai bác buồn lắm đó. Dạ. Dạ. Yến à, ăn cháo đi con. Yến, nghe mẹ nói nè. Con mặn, mẹ dẹp đi. Con định cứ như vậy hoài sao? Con muốn chết hả? Bây giờ mẹ hài lòng chưa? Mẹ vẫn luôn nghĩ con là kẻ thất bại mà. Bây giờ con thật sự là một kẻ thất bại rồi đó. Mẹ hài lòng chưa? Yến à, ăn cháo đi con. Quên hết mọi chuyện đi con à. Mẹ đã từng nói với con, dù có thất bại đi nữa thì đừng bao giờ rớt một giọt nước mắt nào trước mặt mẹ. Bây giờ thì con đang rớt nước mắt nè. Mẹ đi ra ngoài đi. Yến. Mẹ đi đi. Cô đưa cho con. Đừng có đụng vô con.
Em ăn cháo đi. Ăn đi. Trước mắt thì em sẽ ở nhà một thời gian, kiếm một việc gì đó ổn định để lo cho gia đình. Sau này khi có cơ hội, em nhất định sẽ theo đuổi niềm đam mê của mình. Nếu như em đã quyết định như vậy rồi á, thì anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh vẫn mong một ngày nào đó gần đây sẽ gặp em trong vai trò của một nhà thiết kế thời trang. Em cũng hy vọng vậy. Vậy chứ nhà thiết kế, bây giờ có vẽ thêm được mẫu nào mới không? Có nhiều chứ. Vậy hả? Ừ. Cho anh coi thử nghe. Ừ. Ra em mang cái ly này về đây. Hèn chi anh kiếm hoài trên đó không thấy. Dĩ nhiên là em phải giữ một cái gì đó để làm kỷ niệm cho mình chứ. Sao em lại có được cái này? Cái này hả? Khi mới lên Sài Gòn tìm việc, có lần em đưa một người bị tai nạn xe vào bệnh viện cấp cứu. Cái móc khóa này là em nhặt được của anh ta làm rớt trên đường. Vậy à? Sau đó em có gặp lại anh ta nữa không? Khi đưa anh ấy vào bệnh viện xong, có việc gấp nên em phải đi ngay. Sau đó em quay lại thì bác sĩ nói anh ta đã xuất viện rồi. Cũng may là anh ấy không sao. Em tốt bụng quá. Đó là việc phải nên làm thôi mà. Chỉ tiếc là em không có dịp để gặp lại anh ta để trả nửa cái móc khóa này, cho nên là em giữ làm kỷ niệm luôn. Anh tin là anh ta cũng muốn gặp lại em để nói lời cảm ơn. Mới cho hỏi. Dạ. Anh Việt. Hiền Mai. Tập đoàn là niềm mơ ước của bất kỳ ai từng học thiết kế thời trang. Nhưng lúc chủ tịch yêu cầu tôi rời khỏi nơi đó, thái độ rất kiên quyết. Tôi không dám nghĩ có thể quay lại nơi đó làm việc hay không nữa. Hiền Mai nè, tình hình của tập đoàn lúc này rất khó khăn. Bộ sưu tập áo dài của tập đoàn thiết kế cho cuộc thi dáng đứng Việt 11 bị đánh giá là không phù hợp chủ đề. Mày nên đã không được chọn. Đây là một đả kích không nhỏ đối với tập đoàn. Điều đáng lo ngại hơn là ban tổ chức lại chọn ngay công ty đối thủ làm nhà tài trợ cho cuộc thi này. Uy tín của tập đoàn từ sự kiện này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chuyện này phần lớn lỗi là do tôi. Chủ tịch đã tin tưởng giao công việc cho tôi. Tôi cũng đã cố gắng, nhưng mà cuối cùng cũng không làm tốt được. Tôi muốn nói cái này. Trong việc này, tôi đã nghi ngờ Kim Yến có nhúng tay vào. Tôi đã nhờ một người có tiếng trong lĩnh vực thiết kế để thẩm định những mẫu thiết kế của Kim Yến.
Mai có biết kết quả là gì không? Nó rất xa lạ với những nét vẽ thường ngày của Kim Yến. Mai nè, có phải là Kim Yến đã ăn cắp những mẫu thiết kế của Mai không? Tại sao Mai không lên tiếng để cho chủ tịch hiểu rõ ngọn ngành của sự việc? Không cần phải làm vậy đâu anh. Bị bạn bè lừa dối đã quá đủ rồi. Tôi không muốn mọi việc lại rắc rối thêm nữa. Mà thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Trở lại vấn đề của tập đoàn đi. Phòng thiết kế cũng còn rất nhiều nhân viên khác mà. Chắc là Mai đã làm gì trong phòng thiết kế một thời gian, Mai cũng đã hiểu. Phòng thiết kế của mình có phần thiếu về năng lực cảm thụ, hay còn gọi là sự nhạy bén của một nhà thiết kế. Tất nhiên là chúng ta cũng cần sự mới mẻ, sự sáng tạo và đột phá. Nhưng mà nét đặc biệt của áo dài truyền thống thì không thể biến tấu bừa bãi được. Tóm lại, Mai cố gắng thu xếp công việc ở đây đi, lên Sài Gòn càng sớm càng tốt. Nhưng mà tôi chưa quyết định được. Tôi mong cô cố gắng suy nghĩ một cách nghiêm túc và thấu đáo. Đây là một cơ hội tốt, cô nên nắm bắt lấy. Tôi biết là Mai vẫn ái ngại chuyện trước kia, nhưng mà nếu lần này Mai quay lại làm việc, tôi hứa tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết triệt để mọi việc, không để Mai phải thiệt thòi đâu. Nè, em thấy cái này sao? Có hợp với chị không? Cái này đẹp lắm, hợp với chị á. Vậy hả? Cảm ơn em nha. Yến à, còn muốn lấy cái này hả? Mẹ thấy cũng đẹp lắm á. Mẹ chờ con nha, con phải đi thử đồ, ngày mai phải đi làm lại rồi. Con muốn mua thêm nhiều quần áo đẹp nữa. Nhìn lại mấy cái đồ ở nhà, con thấy chẳng cái nào mặc được hết. Yến à, thấy con có thể lấy lại được tinh thần nhanh chóng, mẹ mừng quá. Con à, con hãy quên hết những chuyện không vui trước kia, rồi con sẽ tìm được một người phù hợp và yêu thương con thật lòng. Con sẽ không phải cố gắng và chịu áp lực như bây giờ. Mẹ, bà mẹ nghĩ là con có thể quên được nỗi nhục đó hả? Một đứa con gái như con cuối cùng phải chịu một chuyện như vậy, con không bao giờ để yên được đâu. Con nhất định con phải thấy gia đình đó tán gia bại sản, con mới thấy thoải mái được. Yến à, mẹ hết chịu nổi con rồi. Con không thể từ bỏ ý định thám hiểm đó được sao? Mẹ nghĩ coi, nếu như con có thể quên được anh ta, con có thể sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy hả? Nè, cô đã bị đuổi việc rồi mà, ai cho cô đến đây vậy? Có lẽ Kim Yến chưa biết mình đã được mời trở lại làm việc rồi. Đứng lại, thật là vô lý. Người ta đã tống cổ cô đi rồi mà, không lẽ ai dám mời cô quay trở lại hả? Rất tiếc, điều này lại là sự thật. Nhất định cô đã dùng thủ đoạn dơ bẩn nào để quay trở lại hả? Nếu có thắc mắc gì, Yến có thể lên hỏi bà chủ tịch. Và còn nữa, đừng nghĩ ai cũng giống như mình. Hôm nay tôi gọi hai cô đến là có chuyện quan trọng để tuyên bố. Chắc hai cô cũng biết những khó khăn hiện nay mà tập đoàn chúng ta phải gánh chịu. Tập đoàn này liên tiếp gặp những thất bại trong những cuộc thi gần đây, mà nguyên nhân chính là do phòng thiết kế làm việc không hiệu quả. Vì vậy, tên tuổi của tập đoàn này bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy, việc kinh doanh cũng theo đó mà trì trệ. Mới đây, tôi đã nhận lời đồng ý để tập đoàn này tham gia cuộc triển lãm thời trang quốc tế sắp diễn ra trong thời gian tới.
Tôi muốn Hiền Mai nhanh chóng thiết kế một bộ sưu tập mới để tham gia cho kịp thời gian. Dạ thưa cô, việc quan trọng như vậy con sợ mình... Tôi đã xem qua những mẫu thiết kế trước khi cô ra đi mà cô đã gửi lại cho Việt. Nó rất ấn tượng và đầy sáng tạo. Vì vậy tôi mới quyết định mời cô quay trở lại làm việc. Cô hãy cố gắng hết sức của mình đi. Tôi tin tưởng vào khả năng chuyên môn của cô. Cảm ơn cô đã tin tưởng con. Con hứa sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc được giao ạ. Kim Yến nè. Dạ. Kim Yến có nhiệm vụ hỗ trợ cho Hiền Mai hoàn thành bộ sưu tập lần này. Dạ, dạ, cháu biết rồi. Tốt. Bây giờ thì hai người cứ về làm việc đi. Nếu có việc gì cần trao đổi thì cứ trực tiếp gặp tôi. Dạ, thưa cô. Cháu xin phép. Cô đừng có tưởng là được chủ tịch tin tưởng thì có thể qua mặt được tôi nghe chưa. Tôi nói cho cô biết, cái chỗ này không có chỗ đứng cho cô đâu. Tôi không hề nghĩ rằng tôi sẽ qua mặt cô. Tôi chỉ muốn có một công việc ổn định để phụ giúp gia đình thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy thì thiếu gì chỗ để làm? Tại sao cô nhất định phải đến đây để tranh giành với tôi? Tôi không hề tranh giành cái gì với ai hết á. Tại sao lúc nào cô cũng ăn thua đủ với tôi như vậy chứ? Cô thử nghĩ xem, mình đã làm những chuyện gì với người khác rồi? Tôi vậy đó. Rồi sao? Cô có giỡn thì cô đi rêu rao đi. Tôi là người đã ăn cắp mẫu thiết kế của cô đó. Đi đi, nói lớn lên. Cô yên tâm đi, tôi không phải là người nhỏ nhen như vậy đâu. Con đom đóm người ta có bóp chết, nó vẫn phát ra ánh sáng mà. Con nhện nhện cả đời giăng lưới, nó cũng chỉ bắt được ruồi muỗi mà thôi. Bởi vì nó chỉ là nhện nhện, không phát ra ánh sáng. Tôi không nhớ những điều tồi tệ cô đã làm cho tôi đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn cùng cô cố gắng hoàn thành bộ sưu tập mới được giao. Vậy là tốt rồi. Đừng có giả bộ cao thượng trước mặt tôi. Dù cô có nói cho cả thế giới này biết, tôi cũng không có sợ đâu. Thật không ngờ, vậy mà có lúc tôi đã từng xem cô như là một người bạn thân thiết của tôi. Xin lỗi nha, đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Chưa bao giờ tôi coi cái thứ như cô làm bạn của tôi hết. Đừng có ngây thơ ngu ngốc như vậy nữa.